Xin chào các bạn. Trên tay mình đây là bộ đèn tự động sáng khi. Lúc có tia sáng thì nó sẽ sáng. Nhưng mà không có tia sáng thì nhất định không sáng. À không, đó là trong phim của Bắc Tinh thôi. Chứ còn cái bộ đèn mà mình đang có trên tay này á, thì nó sẽ tự động sáng khi đáp ứng đầy đủ hai tiêu chí thứ nhất là nó phải tối cái đã. Và thứ hai là gì? Là có chuyển động các bạn ạ thì nó mới tự động sáng lên nha. Và cái bộ đèn này thì mình đã mua và sử dụng được một thời gian tương đối là dài rồi và trong clip này thì mình sẽ muốn chia sẻ cho anh em về một cái bộ đèn mà mình nghĩ rằng là các bạn hãy nên mua và trang bị cho căn nhà của chúng ta. Nó sẽ giúp ích khá là nhiều và nó cũng sẽ hạn chế cái việc mà chúng ta buổi tối thường xuyên phải dậy mò mẫm đi uống nước, đi vệ sinh hay là sang phòng con mà không làm phiền đến những người thân xung quanh. Và đây là cái bộ đèn Lumi đến từ thương hiệu Anker các bạn ạ Thực ra thì khi mà mình mua một cái bộ đèn với cái giá bán thời điểm đó thì cũng tương đối là cao Nhưng bây giờ thì nó chỉ loanh quanh mức khoảng là trên dưới 400 nghìn mà thôi Thì chúng ta sẽ được tặng lên tới là không phải là được tặng mà chúng ta sẽ có tới ba cái bóng nha các bạn ở à đây cái hộp thì mình vẫn còn giữ nhưng mà nó cũng bị rách rách rồi một thời gian rồi mà nó bị rách rách rồi cho nên là các bạn có thể là thông cảm giúp mình nha nhưng mà hiện tại thì gia đình mình chỉ mới sử dụng có hai cái thôi vẫn còn dư một cái dự phòng ở trong hộp á khi nào mà mình cần á thì mình sẽ sử dụng tiếp gia đình mình thì cái cái khuôn viên nó rất là bé thôi các bạn chỉ khoảng tầm là 60 mét vuông mà cho nên là sử dụng hai cái là khá là dư giả rồi Tại sao mình lại lựa chọn cái đèn tự động sáng đến từ thương hiệu Anker là bởi vì khi mà chúng ta đi mua một cái gì đó mà chúng ta chưa cảm thấy chắc chắn về nó thì tìm tới một cái thương hiệu lớn, một cái thương hiệu thân quen và mình đã từng sử dụng qua rất nhiều sản phẩm rồi mà cảm thấy là sản phẩm đó tốt, chất lượng ấy thì mình sẽ quay lại sử dụng tiếp cái brand đó. Ví dụ như ở gia đình mình thì đang sử dụng robot hút bụi Anker này, cân thông minh Anker này, rồi là máy hút bụi cầm tay cũng của Anker này và đến bây giờ mình cũng mua luôn cái bộ đèn tự động sáng đến từ thương hiệu Anker thì nhất là nó sẽ đồng bộ ok hơn tất nhiên là nó sẽ không thể kết nối với wifi rồi nhưng đồng bộ ở đây là đồng bộ về thương hiệu các bạn ạ. cũng như là khi mà đi bảo hành nhé chỉ cần lưu một số điện thoại bảo hành thôi là ok rồi. Đó, mình thì mình thích kiểu như là sử dụng chung một cái hệ sinh thái. Thì cái sinh thái nào mà mình cảm thấy yêu thích và mình cảm thấy rằng là quen thuộc, dễ sử dụng thì mình dùng thôi. Và với cái đèn tự động sáng đến từ thương hiệu Anker nó có một thiết kế phải gọi là rất đẹp. Bản thân mình thấy là nó rất đẹp nha, còn không biết là các bạn thấy như thế nào. À, và ngoại hình của nó sẽ hơi trắng trắng một tí xíu á, nhưng mà các bạn cũng cần lưu ý nha, cái màu trắng như thế này mà nếu các bạn không giữ gìn vệ sinh một chút á thì sau một thời gian nó sẽ hơi bị màu cháo lòng đó cho nên là cũng cần lưu ý một tí xíu ở phía sau thì chúng ta sẽ có bốn cái nút để có thể là gắn nó lên lên tường ấy đó. nhưng mà tại sao mình lại không gắn lên tường là bởi vì cái tường của nhà mình nếu mà gắn lên rồi sau này mà có gỡ ra thì ngay lập tức nó sẽ bị loang lỗ ở trên cái tường đó. cái lớp sơn của bên vin họ làm không có tốt á cho nên là mình rất là sợ với việc là cứ dán lên tường rồi mở ra đấy cái văn phòng của bọn mình có mấy cái loang lỗ bởi vì bọn trước bọn mình có dán lên tường rồi mở ra ghê lắm các bạn ạ cho nên là mình chỉ đặt nó ở phía trên bàn hoặc là đặt ở cái vị trí nào mà mình cần thôi thì nó cũng khá là tiện ha và các bạn có thể là mở cái phần nắp này ra để có thể là thay pin mỗi lần á, thì nó sẽ có tới ba cái viên pin 3A nha các bạn à, tuy nhiên thì mình cũng dùng một thời gian tương đối là dài rồi nhưng mà chưa phải thay pin à, mình nhớ là mình có đọc được ở đâu đó là cái đèn này khoảng tầm là 6 tháng tới là một năm thì các bạn mới phải thay pin ấy và nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng và cái thời gian sáng của cái đèn này nó sẽ như thế nào kiểu như là buổi tối các bạn di chuyển nhiều cái đèn này sáng nhiều thì cái thì cái tốc độ hết pin nó sẽ nhanh hơn đúng không còn các bạn mà đi lại ít rồi nó sáng ít thì cái thời gian mà các bạn phải thay lại pin cho nó thì cũng sẽ ít hơn nó sẽ lâu hơn đó thì cái này sẽ tùy thuộc nha cho nên mình không dám đánh giá về uh, cái thời lượng pin mỗi lần mà chúng ta thay hiện tại thì mình sử dụng mình nhớ không nhầm là 4 tháng rồi thì phải 4 năm tháng nghĩa là mình không nhớ nữa nhưng mà đến bây giờ thì mình chưa phải là thay pin ở phía trước thì nó sẽ có một cái cảm biến để nhận diện được chuyển động này và cảm biến ở phía bên trong này thì cũng có sẽ có luôn cái cảm biến ánh sáng nha tức là nếu mà vào buổi sáng ấy, thì nó sẽ không tự động sáng đâu Mặc dù là nó nhận biết được là có chuyển động Nhưng nó sẽ không tự động sáng lên nha các bạn Và cái góc mà có thể nhận diện được cái chuyển động á, Thì nó sẽ lên tới là 120 độ Và hôm trước thì mình cũng có test rồi Là nếu mà mình ở một cái khoảng cách gần 3 mét Mình có di chuyển ngang qua Thì cái đèn Lumi này nó vẫn hoàn toàn có thể là nhận diện Và bóng sẽ tự động sáng lên Cái bóng này thì nó sẽ có công suất rất là bé Chỉ là 0,1W thôi Và cái độ sáng mà nó mang lại Thì mình thấy rằng là khá là ổn Nó không làm cho mình cảm giác là Ví dụ như buổi tối mà các bạn dậy đi uống nước hoặc là dậy đi vệ sinh mà có một cái lượng ánh sáng quá mạnh nó chiếu vào mắt đúng không thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu Nhưng mà ánh sáng từ cái đèn lumi nó chiếu ra thì nó ở mức là rất dễ chịu và nó sẽ hơi vàng vàng cho nên là không làm cho mắt của chúng ta cảm thấy là chói Cũng như là người ví dụ như là các bạn ở với vợ này hoặc là ở với ba mẹ mà uh, đang chìm trong giấc ngủ ấy thì cái đèn này cái độ sáng như vậy là quá đủ nó đủ để các bạn nhìn thấy đường nó đủ để các bạn có thể là mò mẫm được là xem cái kính ở đâu chứ không phải là mò mẫm cái gì đâu nha đấy mình biết là nhiều anh em đang nghĩ gì đúng không ờ ừ, không mò mẫm được thấy cái kính này đó thì với cái công suất không phải một w mình thấy rằng là nó quá ổn dành cho một cái đèn tự động sáng vào buổi tối như thế này mình thì thường xuyên mình để ở phòng ngủ của mình này rồi là mình để ở cái khu mình hay đi toilet vào buổi tối à, thì mình sẽ để ở đó khi mà mình dậy thì ngay lập tức cái đèn này nó sáng lên À mình thấy là cái đường mình đi là ở đâu rồi đó Rồi sau khi mà ra gần đến cái toilet thì nó sẽ tự động sáng lên một tí xíu Thì mình biết là mình sẽ phải đi toilet ở đâu rồi Nó cũng sẽ khá là tiện ấy Và mình còn dự định là mình sẽ để thêm một cái ở chỗ cái bàn ăn của mình nữa Bởi vì sao buổi tối mình cũng lâu lâu mình hay dậy mình đi uống nước á Và mình cũng không muốn bật đèn đâu Bởi vì bật đèn lên nó chói nó cảm giác rất là khó chịu ấy Thì sắp tới mình sẽ bỏ thêm một cái ở trên cái bàn ăn của nhà mình nữa thì tổng thể là mình đã dùng được ba cái luôn rồi đúng không à cái này thì các bạn hoàn toàn có thể là để ở uh, tủ quần áo này các bạn để bàn trang điểm này các bạn có thể là để ở cầu thang nếu mà gia đình các bạn có cầu thang ấy, thì có thể là để ở cầu thang cũng ok luôn nó sẽ không làm trói mắt của những người thân của chúng ta cũng như là nó không làm trói mắt của chúng ta đâu cho nên là mình nghĩ rằng là nếu mà bạn nào mà đang lười này và các bạn thường xuyên phải dậy buổi tối ấy, thì các bạn có thể là sử dụng những cái đèn như thế này cái độ sáng của nó ở mức là vừa phải nó không gây khó chịu và giá bán thì mình nghĩ rằng là khoảng 400 nghìn dành cho cả ba cái bóng như thế này cũng là quá ok rồi đúng không? Hơn 100 nghìn một cái thì khoảng hơn 130 chứ Một cái như thế này cũng là ngon rồi Và đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ cho anh em về cái đèn Lumi tự động sáng đến từng thương hiệu Anker Hôm sau thì mình sẽ cố gắng là mua thêm một vài những cái sản phẩm nữa về để có thể là review và chia sẻ đến các bạn những cái trải nghiệm của mình nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái đồn sau Bye